Các Phật tử hỏi A Di Đà Phật: Mong thầy giải đáp giúp con về một chuyện. Con có một người bạn sống rất cầu thả, bừa bộn, quá là xuề xòa. Chúng con đều biết đến Phật pháp và tu học Phật pháp, nhưng cách sống của người đó vẫn vậy. Con đã khuyên bạn đó nhiều lần rồi nhưng bạn vẫn không hề thay đổi và còn nói rằng tu hành không nên chấp về hình tướng. Từ đó con không khuyên nữa, nhưng chúng con vẫn cùng sống chung trong một phòng. Con biết là nếu thật sự tu đạo thì không nên nhìn lỗi của người khác. Nhưng con vẫn mong rằng bạn sẽ nhận ra việc bạn sống bừa bộn như vậy là không tốt, sẽ tạo ra một hình ảnh xấu với những người xung quanh về người học Phật, vì ai cũng biết chúng con là Phật tử và thường xuyên đi chùa. Bạn thì cứ cho đó là hình tướng không quan trọng. Con mong thầy có vài lời khai thị giúp con và để con hiểu rõ hơn về vấn đề này. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ở đây có một Phật tử tâm sự rằng sống chung cùng phòng với một Phật tử khác, nhưng Phật tử khác đó thì rất bừa bộn và mỗi khi được bạn mình nhắc nhở thì lại lấy cái cớ để tu hành không nên chấp vào hình tướng. Xin thưa các quý vị, tôi thì chưa tiếp xúc với vị này và chưa gặp vị này, là chưa biết vị này, hoặc là có tiếp xúc có gặp rồi nhưng mà cũng chưa biết rõ được với vị này, cho nên cũng rất khó để mà đưa ra một lời khuyên đúng đắn nhất. Nhưng mà chúng tôi cũng có thể nói là một cái, lấy một vài cái điển tích cho ví dụ cụ thể như thế này, gần gần giống như thế. Ví dụ như bảo tu hành không nên chấp tướng ấy, thì phải như gì, như là Tế Công Hòa Thượng mới gọi là tu hành không nên chấp tướng. Ngài là một câu cao tăng đắc đạo, là một vị A-la-hán tái thế. Sau khi chuyển thế lại tu hành đắc đạo, lại trở về gì, tu tập minh tâm kiến tính của mình ấy, thì Ngài mới gì? Ngài mới phá tướng bằng cách là, vì thời đó nhiều vị sư ở bên ngoài thì tỏ ra đường đường tăng tướng, như bên trong á thì không tu tập đến nơi đến chốn. Cho nên Ngài mới sinh ra gì? Hiện ra cái sự phá chấp, phá tướng như thế để độ chúng sinh. Nhưng chúng ta thấy từ trước nay cũng chỉ có gì? Một vài những vị thiền sư, những vị đại sư tu hành đắc đạo làm được những cái điều đó thôi. Đó. Ví dụ như Ngài Tế Công chẳng hạn. Hoặc là như Ngài gì? Như một số những vị thiền sư ở trong những câu chuyện thiền chẳng hạn. Có những vị còn trẻ cả tượng Phật để làm củi để sưởi ấm chẳng hạn. Nhưng mà cái đấy chỉ duy nhất có một ngày thôi chứ, đâu có ngày thứ hai đâu. Không có vị thiền sư thứ hai nào hành động như thế cả. Thế đấy là những gì? Những cái sự hiển thị của các bậc thánh nhân, thậm chí là Phật, Bồ Tát, các ngài tái lai để phá chấp cho một trường hợp nhất định nào đó. Ví dụ như ngày xưa có một vị gì? Ngồi thiền mấy chục năm không thay đổi, không làm cái gì khác. Thế có một vị thiền sư khác đi đến lấy cái hòn gạch mài mài trong hòn đá bên cạnh, cứ mài thế thôi, ngày nào ông ngồi bên cạnh ông mài. Cái vị thiền sư cái thế là lạ, mới hỏi là gì, tại sao thì tôi thấy thì thấy thầy thì cứ mài cái hòn đá đấy, cái hòn gạch mãi thế, ngày nào cũng mài hòn gạch, cho mài để làm cái gì đấy. Thế cái vị sư mài gạch kia mới bảo là chẳng giấu gì thầy, tôi muốn có một cái gương, cho nên tôi mài cái hòn gạch này để làm gương, tức là cái gương mình xoay mặt đấy. Thì chúng ta biết cái mài cái hoàn gạch thì càng mài nó càng đỏ ra, nó càng mòn đi càng đỏ ra, chứ có mài hết cái hoàn gạch thì có bao giờ thành gương, có bao giờ xoay cái hình ảnh của mình trong đó được, phải không? Vì bản chất của hoàn gạch nó không thể có cái tính sáng như là gương, như cái chất pha lê, thủy tinh vân vân, nó không có cái ấy, nhưng mà nó lại đỏ, nó không thể đấy. Thế ngày cái vị thiền sư ngồi thiền suốt kia mới bảo là làm gì có cái chuyện đấy, vì cười bảo là làm gì có cái chuyện mà mài gạch thành gương được, ông thật là gì, thật là hoang đường.
Thế nghe người cái vị thiền sư ngồi thiền mãi đấy, suốt kia nói như vậy. Thế thì cái vị kia mới bảo là à thế à, vậy mà tôi không biết, thì tôi cứ thế tôi nghĩ là nó có thể mài gạch để làm gương được. Thế thì cảm ơn ngài khai thị. À, ngài chỉ bảo tôi cảm ơn ngài, đa tạ ngài. Và ngài hỏi là thế thì ngài ngồi làm gì suốt thế? Tôi thấy ngài cũng ngồi suốt đấy mà. Thế cái vị thiền sư mà nói, ôi giời, Phật dạy gì ngồi thiền để thành Phật, cho nên tôi ngồi á. Tôi thì nghe lời Phật dạy là ngồi thiền để thành Phật. Thế là vị thiền sư kia mới nói là thế ngài vừa nói với tôi là mài gạch không thể thành gương, thì ngồi thiền đâu có thể thành Phật được. Ngồi thiền mãi đâu có thể thành Phật được. À, cái vị nghe nói, nghe người bạn mình nói như vậy thì cái vị thiền sư kia liền ngộ ra. Đó. Thì đấy chúng ta thấy là đấy là những trường hợp phá chấp đặc biệt trong một trường hợp đặc biệt nào đó. Chứ bây giờ chúng ta thấy người ta ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì trai, giữ giới vân vân đó, mà chúng ta nói rằng là ôi rồi tu hành cần gì phải chấp tướng như thế. Thấy người ta lên tụng kinh mà bảo ôi giời tu hành cần gì phải tụng kinh chấp tướng như thế. Tập tụng kinh là chấp tướng, còn chấp vào văn tự. Thấy người ta nghe pháp là ôi giời làm gì phải nghe pháp như thế. Nghe pháp là gì? Là chấp tướng, chấp văn tự, vân vân. Thấy người ta giữ giới và ôi giời làm gì mà phải chấp tướng như thế, làm gì phải giữ giới như thế. Giữ giới là vẫn còn là chấp tướng. Vẫn còn thấy gì? Thấy người khác phá giới, thấy có người khác giữ giới như thế là còn chấp tướng, vân vân, vân vân. Cho nên nếu mà chúng ta luôn luôn nói như thế, tức là chúng ta thì đang đi lạc đường tu. Chúng ta về trường hợp như thế này vậy, thầy nói chúng ta sống thì nếu bản chất của chúng ta là bừa bộn, là lười biếng, thì không thể bạn mình khuyên mình là phải sống cho nó sạch sẽ, ngăn nắp. Và mà chúng ta nói bạn mình nói như thế là gì? Là chấp tướng, không thể có chuyện như vậy. Chúng ta thấy khi Đức Phật còn tại thế, chúng tôi sang tận nơi rồi, khi Đức Phật còn tại thế chúng tôi không biết, nhưng vừa qua đi sang tận nơi, những nơi, các nơi mà tinh xá Đức Phật cư trú Hoằng Pháp hơn 2.500 năm trước, nơi nào cũng rất là trang nghiêm và đẹp đẽ. Mặc dù chỉ nhìn thấy cái nền móng thôi, nhưng mà nhìn cái cách xây dựng bài trí rất là quy củ, rất là khoa học. Đó. Chỗ nào thì để cái giếng, chỗ nào thì làm phòng thuyết pháp, chỗ nào thì làm phòng tăng, chỗ nào thì làm phòng thị giả, vân vân, rất rõ ràng, rành mạch. Mà chúng ta biết là thời xưa, chúng ta biết là tôn giả La Hầu La là con của Thái tử Tất Đạt Đa và là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau này khi Đức Phật thành chưa xuất gia thì La Hầu La chính là con của Thái tử Tất Đạt Đa. Sau này Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thành Phật á, thì La Hầu La chính là đệ tử của gì? Của Đức Phật. La Hầu La ngày đầu cũng rất là gì? Ương bướng, nghịch ngợm. Và Đức Phật dùng rất nhiều phương tiện để quở trách đệ tử của mình là La Hầu La. Và La Hầu La vẫn không thay đổi. Một hôm, Đức Phật bảo La Hầu La bê nước lên cho ngài rửa chân. À, ngài rửa chân xong rồi, Đức Phật mới bắt đầu mới dùng cái chậu nước và hỏi, này La Hầu La, theo như con biết, con suy nghĩ xem, bằng cái ý nghĩ và cái hiểu biết của con, cái nước lúc nãy khi con mang lên cho Như Lai, nước có sạch không? La Hầu La bảo là bạch Đức Thế Tôn, nước rất sạch. Và Đức Phật là, này La Hầu La, vậy thì cái nước bây giờ Như Lai sau khi rửa chân ra đưa cho con xong, nước có sạch không? La Hầu La bảo bạch Đức Thế Tôn, nước bẩn không sạch nữa. Và Đức Phật hỏi rằng, này La Hầu La, vậy nước này có dùng để rửa mặt được không? La Hầu La bảo bạch Đức Thế Tôn, không thể dùng được để rửa mặt được nữa. Phật hỏi vì sao? Vì nó đã bị Đức Thế Tôn rửa chân vào đó, và bụi đất đã gì? Đã làm cáu bẩn hết nước rồi, không thể dùng cái nước bẩn đó để rửa mặt được nữa. Đức Phật nhân đó mới thuyết một bài pháp ngắn, nói cho La Hầu La biết rằng ở trên đời, người xuất gia, người học Phật cũng tương tự như thế. Nếu mà mình lười biếng, ngang tàng, nghịch ngợm, sống bê tha, bệ rạc, vân vân, thì cũng chẳng khác gì cái chậu nước bẩn kia.
đã được gì? Đã được rửa chân xong rồi thì cái nước đó không thể dùng để uống được nữa, không thể dùng để rửa mặt được nữa. Và ngược lại, nếu mà người tinh tiến, thanh tịnh, sống ngăn nắp, sống có quy củ, sống có nề nếp, sống có đạo hạnh, sống có gì, có giới luật, vân vân, thì vị đó giống như gì? Luôn luôn giống như chậu nước sạch mà khi mà gì? Con mới mang lên kia vậy, đều có thể dùng để uống, khi chúng ta khát dùng để rửa mặt, khi chúng ta nóng hoặc khi chúng ta cần đó. Thì cho nên ở đây tôi lấy một cái ví dụ như vậy để cho Phật tử, người bạn của một Phật tử đưa câu hỏi này rằng á, cái việc phá tướng là phá cái gì? Chứ còn chúng ta đi về mà ăn ở chỗ phòng của chúng ta, mà ăn ở chỗ này vứt cái này, chỗ này vứt cái kia, ăn xong thì vứt đấy, bạ đâu thì bỏ đấy, để không ngăn nắp, không nề nếp, thì đúng như Phật tử này nói. Rồi người khác ở ngoài đời họ nhìn thấy, họ sẽ cơ hiểm, họ sẽ nói cho, đấy Phật tử đấy, đi chùa đấy, mà bẩn thế, vân vân, thế này thế khác. Cho nên chúng ta thì là một Phật tử thì chúng ta cũng phải suy nghĩ cái điều đó. Không chấp tướng ở đây tức là không chấp vào các tướng nhân, ngã, bỉ thử, vân vân đó. Nhân tức là gì? Là chấp mình. Ngã tức là chấp người, chấp có cái ta, có cái này là tài sản của ta, cái này là sở hữu của ta, vân vân đó. Đấy mới gọi là gì? Gọi là phá tướng để được giải thoát. Chứ còn trong cuộc sống của chúng ta, về bản thân của chúng ta, nếu chúng ta chưa phải là Bồ Tát A-la-hán thì hiện ở trên cuộc đời này để dùng nghịch duyên để độ sinh, thì chúng ta phải sống cho nó có quy củ, ngăn nắp và nề nếp, lấy giới luật để làm thầy, và phải sống chuẩn mực với cái trách nhiệm và bổn phận của một người Phật tử, chứ đừng có bê tha bệ rạc mà lại đi phá đi khi người ta nói lại nói rằng không nên chấp tướng, vân vân, như thế là không được. Trường hợp này thì nên có lời khuyên và giải thích như vậy. Mong rằng hai Phật tử này sau khi nghe được bài giảng này thì sẽ ngồi lại và bàn bạc với nhau để đưa ra một cái quan điểm sống, làm sao để cho hòa đồng được nhau với nhau, hai người cùng gặp một cái chung, một cái quan điểm sống để cùng tu tập sách tiến nhau tốt hơn, và sớm cùng gặp nhau được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Gặp Phật, nghe pháp, tu hành thì sẽ mau chứng đắc được cái đạo quả vô thượng Bồ Đề hơn. Mong là